こんにちは。先生、こんにちは。こんにちは、皆さん。皆さん、こんにちは。các bạn thấy không khí lớp học hôm nay thế nào? Có vẻ rất là vui nhộn đúng không nào? Rồi, các bạn đã có những bộ tóc rất là đẹp. Không biết mới đi tậu đâu về nhỉ? Mới đi Nhật mua về. Nhật mua về à? Hoặc là ai ship về cho đúng không? Thì có thời gian mới Nhật. Ok, rồi cứ để như thế này để bước vào giờ học nhá. Có gì cả. Này, hôm trước thì chúng ta đã học xong ba hàng nữa, đó là hàng Tha Chi Tư Tề Tộ, Na Ni Nư Nê Hộ và Tha Hi Hư Hề Hộ, đúng không? Rồi. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết nốt phần còn lại. Được chưa? Nốt phần còn lại. Ok, đó là hàng Ma Mi Mư Mê Mộ Ya Yu Yo La Ri Lư Lê Lô Wa O Ưn. Được chưa nào? Hay, trước tiên chúng ta sẽ bước vào hàng Ma Mở Ma Mi Mư Mê Mộ. Ok? Hay, chữ đầu tiên này Ma 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 nhìn trong gần giống chữ gì nhỉ? Hồ. Hồ. Gần giống chữ hồ đúng không nào? Ok. Chữ hô hôm nọ là gì nhỉ? Ở bên này là nó sẽ như thế này đúng không? Mà sẽ có một phẩy bên này đúng không? Ừ. Cái chữ ma thì chúng ta sẽ kéo dài ra. Ok, ma. Hai nét xong bắt đầu. Ma. 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 Viết, viết chữ Nhật quen rồi đúng không? Vâng. Có vẻ nhanh gì đấy. Ma. Ma. Viết nhiều quen ngay gì đâu. Ma. Ma. Okay. Các bạn đứng sau ống kính này này viết thật nhiều hơn nữa nhớ chưa? Ok. Bởi vì các bạn này sau khi viết ở đây rồi về nhà viết rất là nhiều nữa cơ. Ok, tiếp theo chữ mi. Gần giống số 4 nhỉ? Mi đúng không nào? Mi. Mi. Một nét như thế này. Như này. Cái này nó mới cong này, mình viết cong kiểu gì cũng được. Hai mi nhé. Hai chữ mi này. Mi mi. Mi. Đấy. Mi mi à là tai của chúng ta đấy. Mi mi. Mi mi. Mi mi. Được chưa? Thế rồi chữ mi thế rồi. Tiếp theo chữ mư. À, chữ này còn giống chữ hôm nọ rồi. Đây mình sẽ viết lại chữ này nhá. Đây là chữ gì đây? Chữ sư. Sư đúng không nào? Sư. Bây giờ chữ sư này thì mình sẽ bẻ sang này được chưa? Đấy, bẻ sang này đúng không? Không phải phải nét. Phải như thế này. Sư và mự gì này? Nhớ nhớ là phải kéo dài ra như chưa? Sư này kéo ra như thế này nhớ chưa? Phải nên nhớ dành một chút thời gian để kéo nó ra, được chưa? Mự thành chữ đờ giống Việt Nam là không được, kéo ra giống chữ đờ Việt Nam nhưng mà phải kéo ra, kéo ngang ra. Kéo ngang xong phải lên. Phải lên. Ừ. Ê, Nhung nhìn này. Này. Kéo đây không phải lên nhớ chưa? Cứ kéo dài dài ra một tí nhớ chưa? Mừ, mừ. Mà ai biết xấu này. Đúng biết kiểu gì á. Đây, trên này được mà. Đúng như chữ này kéo xuống đã, thấy chưa? Vâng. Mừ. Chữ mừ mọi người xấu quá đây này. Đây, chọn xem. Đây là chữ mừ. Chữ mừ của gì này. Đấy, mừ. 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 Đó. Ok. Đẹp, khá đẹp rồi đây, mừ này. Mừ. Mừ 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 mừ. Ok. Rồi. Nếu mà chúng ta có chữ này. Đây là chữ sư đúng không nào? Đây là chữ mư đúng không? Sư mự. Sư mự. Sư mự. Sư mự. Sư mự là sống. Nó sống. Sống ở đâu đó chẳng hạn. Sống ở Việt Trì, sống ở Hà Nội chẳng hạn. Sư mự. Sống. Được chưa? Hay, tiếp theo. Mẹ. Gần giống như gì đây? Chữ nư. Nư. Nư đúng rồi. Viết lại chữ nư để mọi người hình dung ra nhá. Nư như thế này đúng không? Ok, nhưng mà chữ mê khác là không có này đúng không? Ừ. Ok. Mê. Mê. Mà mi mư mê. Mộ. À nó đọc mà. Mà mi mi mư mư mê 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 mộ mộ
Mê. 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 Ok. Mê đúng mình là mắt. Mê. Mê là mắt. Viết luôn từ vựng nào dạy nhỉ? Mê là mắt. Đấy. Tai mắt này, mi mi này, mê này, đúng này. Tai mắt cùng sống chung một nhà ấy, sư mự ấy. Mi mi này, mê, sư mự. Thế nào? Ok, mô. Mô. Đấy, giống như gì đây? Mô. Là giống chữ ma đúng không? Mà. Chữ ma này như này, cũng như thế này, cũng hay vậy này, nhưng mà viết như này cơ đúng không? Còn mô thì là kéo xuống vòng được cả. Còn là chữ si thì chúng ta thêm hai gạch nữa, được không? Mô này. Mô. Mi mi có rồi, mê có rồi thì mô này. Mô mô. Mô mô là quả đào. Đấy. Mô mô là quả đào. Hai chữ mô này sẽ là quả đào. Mô. Mà mi mư mẻ mô. Nào đào thằng mấy mới có? Thằng nào đó? Thằng Tết này có đúng không? Thằng Tết có đúng không? Bây giờ mùa nào cũng có. Bây giờ mùa nào? Bây giờ mùa nào cũng có. Ra siêu thị là có. Ok, mô thế, mô mô mô. Hay. Rồi sao bây giờ chúng ta sang từ vựng. Tú là từ chữ đầu tiên. Ư mạ. 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 Ư mạ là con ngựa. Con ngựa. Ưng mà. Ưng mà là con ngựa. Được chưa nhỉ? Tiếp theo. Đọc là gì đây? Ưng mai. Hả? Ưng mai. Ừ. Đọc là ưng mai. Ưng mai. Ưng mai. Ưng mai. Ưng mai. Ưng mai. Ưng mai là ngon. Ngon. Ưng mai. Ưng mai có hai nghĩa gì anh ạ? Ưng mai. Cái từ này rất hay dùng nhỉ? Ưng mai. Ưng mai có nghĩa là ngon. À, có nghĩa là giỏi. Giỏi. Ừ, giỏi. Ví dụ, này nhóm gồ ưu mai nè. Thì nhất giỏi thế. Được chưa? Còn ưu mai có nghĩa là ngon. Nhưng mà chúng ta ăn một món gì đó. Ưu mai. Được chưa? Này. Đây chúng ta nhớ thịt ngựa ngon này. Ưu mai. Ưu mai. Được chưa? Ok. Ok. Cảm ơn là ưu mai. Ưu mai. Ưu mai. Ưu mai. Ư mai. Ư mai. Ư mai. Ư mai. Ư mai. Ư mai. Được chưa nhỉ? Ư mai. Đấy. Khi mà khen một đàn món ngon á, người Nhật người ta thì nhỉ? Thường hay bỏ chữ y đi này. Đấy. Nhưng mà nó phát âm hơi thực ra thì hơi hơi khác. Ư mai một tiếng người ta. Ư mơ. Ư mơ. Ư mơ. Ư mơ. Ngon. Kiểu như thế. Ư mơ. Ư mơ. Ư mơ. Ư mơ. Ư mơ. Ư mơ. Không không đọc ư mơ gì. Ư mạ. Ư mạ. Cái này là ư mạ đúng không? Ư mạ. Ư mạ là con ngựa này. Ư mạ. 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 Ngon chưa? Ừ. Bình thường là ư mạ. Ư mạ. Ok. Còn muốn khen thật là ngon thì wow. Ư mạ. Ư mạ. Thế này được nhé chưa? Ừ. Ban thử lệnh coi đấy. Tú thử nói. Thử nói cái đấy thôi. Ư mơ. Ư mơ đúng không? Ư mơ. Ư mơ. Ư mơ. Ư mơ. Ok. Ư mơ. Hôm nay về ăn cái gì em thử nói con này nhá. Ư mơ. Ư mơ. Ư mơ. Tiếp theo. Mi mi rồi, mi mi là tai rồi đúng không? Không rồi đúng không? Tiếp theo. Mi gì đây? Mi gì đây tú? Mi chi. Đúng rồi, mi chi đúng không? Mi chi. Mi chi là con đường. Mi chi. Mi chi là con đường. Mi chi. Mi chi. Mi chi. Mi chi ở mi chính ấy nhỉ? Con đường bị giải đây mi chính rồi. Mi chi. Thấy chưa? Mi chi nhé. Con đường mi chính. Tiếp theo. Mu si. Mu si. Mu si. Mu si. Mu si. Mu si. Mu si là con sâu. Sâu. Con sâu đấy. Mu si. Mu si là con sâu. Chưa? Mu si. Mu si. Hay, tiếp theo, mê. 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 Mê là gì? Mắt. Mắt, đúng không? Mê là mắt. Mình đã biết rồi, đúng không? Tiếp theo, cứ mô. Cứ mô. Cứ mô. Cứ mô. Cứ mô. Cứ mô. Hay, cứ mô là mây. Mây. Mây, đấy. Cứ mô là mây. Cứ mô. Cứ mô.
là mây này, hay còn có nghĩa là con này, còn con nhẹ nữa. Cứ mộ là con nhẹ, được chưa? Được chưa? Đây, con nhẹ. Tiếp theo. Gồm đây. Mô mô đúng không? Mô mô. Nói rồi là mô mô, có đảo. Thế nào? Đây, em cả lớp đọc hai nào. Ưm ạ. Ưm ạ. Ưm ạ. Ưm ạ. Ưm ai. Ưm ai. Ưm ai. Ưm ai. Ưm ạ. Ưm ạ. Ưm ạ. Ưm ạ. Ok. Mimi, 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 Michi, 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 Musi, 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 Musi. Okay. Me, 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 Me. Kumo, 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 Kumo. Momo, 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 Momo. Thế nào? Đúng rồi. Uma, Uma. Okay. Umai, Mimi, Michi, Musi, Me. Kumo, Momo, Kumo, Kumo, Momo, Momo. Ok, Nhung. Me. Ok. Umai. Umai. Michi. Michi. Kri. Mushi. Kumo. Uma. Uma. Được chưa? Uma. Đấy, thế là xong hàng ra rồi. Được chưa nào? Có rất là nhiều từ mới đúng không nào? Thực ra cái từ mới này chúng ta thì nhỉ? Không cần thiết phải học. Các bạn nhớ được từ này, nhớ được nhá, nhớ từ này, nhớ. Ok, thì sau này nếu mà chúng ta bắt gặp trong các quá trình học từ vựng của các bài ấy, thì chúng ta học rồi thì chúng ta không học nữa, thế thôi. Chắc là từ ưng mạ ưng mai này chẳng nhớ, hay là mì chính, con đường về mì chính thì nhớ là mì chi, đúng không? Mì chi. Thế chưa? Ok, chuyển sang các chữ tiếp theo. Đây, chữ này chữ ya. 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 Yeah. Yeah. Không đọc là ra nhá. Có nhiều bạn không đọc là ra là không được. Ra, ra. Ya. 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 Được chưa? Thu cái lưỡi lại vào bên trong được. Ya. 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 Ok. Ya. Ya. Được chưa nào? Ya yeah, viết như thế nào đây? Này, có 3 nét này. Một là vào như này. Giống chữ gì đây? Chữ. Chữ đúng không? Rồi, chữ được nhé. Xong nét thứ hai phải một nét đây và nét thứ ba này. Kéo xuống. Ya. 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 Được chưa? Dạ. Ok. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Được chưa nào? Dạ. Được chưa? Dạ. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Thế rồi đúng không? Tiếp theo. You. 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 Đúng không? You. 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 You này có hai cách viết này. Một là như thế này. Đây nhá. Đây là cách viết người ta viết rồi đó. Mình sẽ viết cách thứ hai đó là gì ạ? Không nhấc bút chỗ này thường. Người ta nhấc bút này. Đó. Đó. Nếu mà không nhấc bút thì chúng ta sẽ được chữ này. Nhưng mà nhìn nó không đẹp. Nhìn nó không đẹp, được chưa? Nên là gì nhỉ? Chúng ta sẽ viết cái này. Đến đây rồi xong bắt đầu vòng gió, được chưa? Vòng nên là gì? Đứt đứt ra được không vấn đề gì đâu, được chưa? You. You. Đấy. You. You, you, you. Chữ này hơi khó một tí. Nói chung là cũng không khó lắm đâu á. Nhiều quen nè. You. 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 Anh đọc you. 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 Yeah. 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 You. 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 Okay. Yeah. You. 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 Yeah. You. Đấy. Yo. 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 Đây. Yo. Yo. Okay. Yo. Yo. Đấy. Một nét vẫn là vần giống chữ gì nhỉ? Chữ ma này. Đây, chữ ma này có hai nét như thế này, cũng có một chữ nét âm hai kiểu như thế này. Yo. 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 Nó đọc yo. 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 Okay. Ya. 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 You.
you, 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 yo, yo. Đúng phát âm lại nào. Ya, 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 ya. You, 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 yo, 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 yo. OK. Thúy. Ya, you, yo. Yo. Ya. 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 You. You. Yo. Yo. OK. Ya, you, yo. Thấy chưa nào? Đấy, có từ vựng đây. Có làm từ vựng này. Đọc à? Chữ đầu tiên là chữ gì đấy? Ya. Ya. Ma. Ma, đúng không? Yamaha. Yamaha là gì? Xe máy. Yamaha, đúng không? Được rồi. Xe máy, mình đi xe máy Yamaha đi lên núi. Được chưa? Yamaha. Yamaha là núi. Yamaha. Đi xe máy Yamaha. Để leo núi chứ, đúng không? Yamaha. Núi. Bắt đầu. Yama. 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 OK. Ha là gì? Ha là gì? Răng. Răng, đúng không? Này, Yamaha đi xe máy Yamaha lên núi nhưng mà bị gây răng. OK. Yamaha. Yamaha. Được chưa nào? Được chưa? Hea. 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 Hea là căn phòng. Giờ thì con mình lên. Hea. Hea. Nhưng mà hey, đấy là hey nhé. Còn đây là hey. Hea. 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 Con mình lên. Con mình lên. Mỗi căn phòng này. Hea. Hea. Được chưa? Tiếp theo. Yuki. 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 OK. Yuki. Yuki. Yuki là tuyết. Tuyết. Tuyết rơi. Yuki. Yuki. Đây à. Yuki. Yuki. Tiếp theo. Yume. 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 Không có chưa? Yume. 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 Yume là giấc mơ. Yume. Yume. Giấc mơ của em là gì? Sau này người ta sẽ hay hỏi câu này đấy. Yume wa nan desu ka? Ya. Yume. Yuki. Yuki. Yume. Được chưa? Rồi. Ok chưa? Tiếp theo. Yoko. 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 Yoko là ngay bên cạnh mình. Yoko. Bên cạnh. Bên cạnh có như từ Yoko như là người người ngồi ngang hàng với mình á, bên cạnh này. Hey, Yoko là nhé. Yoko. Yoko. Đấy nhỉ? Rồi. Yoko. OK. Rồi, cảm ơn các bạn ạ. Yama. 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 Hea. 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 Yuki. 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 Yume. 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 Yoko. 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 Sau này có một từ gần giống từ này cơ, nhưng mà sẽ đọc kéo dài ra. Yume. Yume. Nổi tiếng. Mơ, 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 nổi tiếng. Sau này học dưới sau. Yume. Yume. Đây này, Yume. 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 Đó, mọi người thấy chưa? Đấy, tiếp theo. Là. 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 Bình thường trong gì nhỉ? Trong sách người ta sẽ viết thành chữ R này đúng không? OK. Nhưng mà nó sẽ thử nghe thầy phát âm nhé. Là. 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 Nghe ra âm gì? Giọng L. Là. Là. Giữa R với cả L. Giữa R với L. R với L. Có người còn nghe ra D cơ. Đờ. Đà li rư đề độ. Đà. Ra li. Nếu mà nếu biết mình chữ ra thì mình sẽ có lưỡi rất là cao lên đúng không? Ra ra đúng không? Ra. Nhưng mà chữ này nó sẽ hơi cái lưỡi mình không quấn quá nhiều thế chỉ cần la. Là được. Ra. Được chưa? Ra. 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 Bắt đầu là ra 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 ra. OK, không uống nước quá nhiều đâu là ra ra chữ ra này không hay lắm được nhá. Thực ra phát âm người ta vẫn biết được nhưng mà nè một phát âm chuẩn thì luyện nó nhiều hơn. Là là đấy nhé, biết đây một nét nhá, đây này đang có số 5 đây đúng không? Là 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 đi đư đề độ. Là đi đư đề độ. Biết dùng số 5 đấy.
phải chéo xuống nhé, chéo nó xuống tí. Đó là ra. Được chưa nào, cái này dễ rồi đúng không? Vâng. La 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 đi 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 là giống chữ gì đây? Y là giống chữ y đúng không? Là giống y chữ y thì nó như nào nhỉ? Chữ y bên này dài hơn bên này ngắn hơn đúng không? Còn chữ đi này thì bên này sẽ dài hơn này. Đó, đi đi là đi rư đề độ, là đi đi rư đề độ, đi dạ là đi rư đề độ. Tiếp rư 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 rư. Chữ này vẫn còn dùng chữ nào không nhớ không? Số 3. Số 3 đúng không? À, cái chữ ta học một chữ này. Tiếp theo chúng ta sẽ học một chữ là chữ đô, à, chữ đê, chữ đô này cũng như thế này này. Đấy, còn giống nhau, mấy chữ này giống nhau thì chúng ta sẽ tổng hợp lại, được chưa? À, cái chữ rư, cái rư này còn dùng số 3 này. Nhưng mà sẽ có cái vòng này chứ, rư. Vòng mà. Rư. Rư. Chưa? Rư. Rư. Ok? Rư, rư. Được chưa? Rư, rư, rư. Rư, rư. Chữ này cần dùng chữ nê đấy. Đây này, cũng chữ như này đúng không? Nê đúng không? À, nhưng mà giờ chữ đê của chúng ta đến đây là chúng ta vòng ra, được chưa? À, đúng không? Không vòng mà là móc lên. Không vòng mà móc lên nhỉ? Đê. Bạn có đó đọc? Đê. 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 Đà. Đà. Đi. Đi. Đư. Đư. Đê. Đê. Đô. 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 Ra. Ra. Đi. Đi. Đư. Đư. Đê. Đê. Đô. Đô. Ok, đề 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 đến đặc đến đặc thế nào. Tiếp rộ 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 dễ rồi đúng không? Số ba đây rộ rộ đó đó còn xong rồi, tí nữa là xong rồi thì nó nó hết rồi những cái rồi, ba chữ nữa đây nghe là đi đưa đề đó. À, chúng ta học lớp ba chữ xong thì chúng ta vào ví dụ nhỉ. Đây chữ này là chữ qua 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 thì thế nghe cho mình qua qua qua. Trong quá trình viết thì các bạn ghi ghi cả chữ phiên âm ra bên cạnh để cho nó dễ nhớ nào. Ok, qua qua này vừa nãy nhờ chữ D rồi đúng không? Cái chữ qua của chúng ta là chỉ đến đây thôi đấy, không vòng mà qua này. Viết lại mấy chữ cho dễ nhớ này. Qua này, đây là chữ N này, đây là chữ D này. Đó. Qua chưa? Qua qua tôi biết không hả? Vâng. Qua làm nào để nhớ được mấy chữ này giống nhau đúng không? Được chưa? Rồi. Qua qua chữ này đây là một trợ từ đấy, là trợ từ. À, chữ này đúng một mình nó không có nghĩa, nó chỉ làm cái điểm nối giữa câu thôi, nên gọi là trợ từ. À, chữ này là ố ố ố ố ố đọc là ô bình thường được không? Bình thường cách đọc của nó là nó viết sẽ như thế này, nhưng mà chỉ đọc là ô ô ô như chữ ô đấy, nhưng mà ô ô ô được chưa? Ý chí từ còn giống như chi đúng không? Vâng. Nhưng đến đây thì ta dừng lại và chúng ta vòng cho nó móc này, cho cắt đứt ạ. Ô chữ này sau này vào bài học trong khoảng bảy mấy nhá? Mày sáu gì đấy thì là theo trợ từ này.
Dạ. À, chú ý câu. Ưng. Ưng này này. Ưng này này. Chữ này, chữ này bình thường là chữ N. Khi mà viết chữ đánh máy, nó chỉ cần đánh máy chữ N là sẽ là chữ này. Đấy chưa? À. Nhưng mà tuy nhiên thì tùy vào trường hợp nó sẽ đọc, nó sẽ biến âm thành M, biến âm thành G này. Này vào buổi sau nữa thì mình sẽ học về cách phát âm. Được chưa nhỉ? Rồi. Ok, chữ này dễ rồi. Cần giống chữ H, đúng không? Chữ H trong tiếng Việt nhưng mà nó nghiêng làm tí, đúng không? Đúng không? Chữ này đọc là chữ N. Phát ra một mũi. Nhưng mà đúng không? Thường sẽ bắt đầu một mũi sau trong các bài hát ấy. Bài hát người ta hát rất là chậm nên là người ta phát âm được cái chữ này. Được rồi. Được chưa? Được rồi nha. Hay. Được rồi. Ok. Chữ đầu tiên là gì đấy Tú? Sakura. Đúng rồi, Sakura. Đúng không? Sakura. Sakura. Còn đọc Sakura. 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 Sakura là gì? Hoa anh đào. Hoa anh đào, Sakura, đúng không? Đấy, có một clip mình làm cách YouTube vừa ấy. Sakura này, Saku này. Đây là từ Saku này. Saku là nở. Hoa anh đào nở. Sakura, Saku. Sakura, Saku. Dạ. Hai, Sakura này. Tiếp theo, Kurai. 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 Ở đây Kura đúng không? Cái này vẫn nói Kura này. Kurai. Kurai. Kurai là tối. Đúng không? Buổi tối đi ngắm hoa anh đào. Được chưa? Kurai. Kurai nè. Tối nhỉ, đúng không? Buổi tối đi ngắm hoa anh đào. Kurai. Kurai. Đó là Kurai. Cười Ari. Ari. Ari-san, arigato. Ari-san, arigato. Ok, Ari-san, arigato. Vậy thế nào? Tương tự như thế này nhỉ? Saru-san, arigato. Saru là chú khỉ. Saru là con khỉ. Saru. Cảm ơn chú khỉ. Saru, arigato. Saru. Saru, con khỉ. Như thế nào? Rồi, tiếp theo. Kare. Kare. À, kare. 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 Kare là anh ấy. Để đây. Anh ấy. Kare. Anh ấy rất đẹp trai. Kare wa ikemen. Kare. Anh ấy. Kare. Để đây là chữ này học rồi. Đây là chữ gì đây? Koko. Koko là? Ở đây. Ở đây. Thêm chữ này là gì đây? Ro. Ro. Còn nhớ không? Trái tim. Kokoro là trái tim, nhớ chưa? Trái tim. Trái tim ở đây. Kokoro. Ba trái tim này, số 3. Kokoro. Không nhớ được cái đô này này. Nhớ số 3, 3 người, 3 trái tim này. Kokoro. Ở đây có 3 trái tim. Ok. Kokoro. Đó là Kokoro. 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 Cuối cùng, chữ này, tôi vừa đọc nào. Kantan. Đúng rồi, chữ này chữ N đúng không? Kantan. Đọc là gì đấy? Kantan. Đúng rồi, Kantan. 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 Kantan là đơn giản. Đơn giản. Kantan. Kantan des. Kantan, Kantan, Kantan. Đơn giản. Đơn giản. Đó đọc Kantan. 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 Nghe vần vần là giống đơn giản đúng không? Kantan giản. Tan giản này, cùng còn an nữa đúng không? Cán tan đơn giản đúng không? Hai đó là Sakura. Sakura. Kurai. Kurai. Ari. Ari. Ari-san, arigato. Ari-san, arigato. OK. Saru. 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 Kare. 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 Kare.
Kokoro 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 Kantan 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 Ok. Đấy, vậy là chúng ta đã học xong rồi cái đấy. Đấy, thế nào? Sướng không? Anh vậy. Sướng không? Sướng. Cũng không khó lắm. Quá bình thường. Kantan đấy, Kantan. Đơn giản. Kantan. Kantan. Buổi sau thì mình sẽ tổng hợp lại bảng chữ cái này. Được chưa? À, và dạy các bạn các gì nhỉ? Các biến âm. Được chưa? Các hàng khác nữa. Từ những cái hàng chúng ta đã học chuyển sang các hàng khác nữa. Được chưa? Ví dụ hàng bờ này. Được chưa? Hàng bờ, hàng bờ, hàng đờ. Được chưa? Còn tổng hợp lại một cách rất là dễ hiểu, đúng không? Bao quát lại toàn bộ bảng chữ cái này để chúng ta sẽ hiểu. Nên là nhà các bạn nhớ theo dõi clip tiếp theo nhé. Ok. Minasan, arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita. Ok. Minasan, arigatou gozaimashita. Arigatou, bye bye. See you.